các nhà thiên văn học thường tìm kiếm nhiều cách khác nhau để khám phá những bí mật từ vũ trụ rất sơ khai, hiện có tuổi đời xấp xỉ 13,8 tỷ năm. Ngay sau vụ nổ lớn, bức xạ điện từ thoát ra và lan truyền theo mọi hướng cùng với sự giãn nở của vũ trụ. Do sự giãn nở, bức xạ này đã nguội dần theo thời gian sao cho nhiệt độ của bức xạ ngày nay là khoảng 2,7K. Chỉ trên độ không tuyệt đối, nhiệt độ này tương ứng với phần vi sóng của phổ điện từ của chúng ta, do đó, bức xạ còn sót lại này được gọi là phong vi sóng vũ trụ CMB. Nói cách khác, nó là bức xạ còn sót lại từ vũ trụ còn rất trẻ. Thông thường, dựa trên mô hình tiêu chuẩn cho vũ trụ, nhiệt độ của CMB gần như giảm tiến tính theo thời gian. Nhưng những ước tính này phụ thuộc vào mô hình, do đó, nên được sử dụng một cách thận trọng. Gần đây, trong một bài báo đăng trên tạp chí Nature, một nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Dominic Richer đứng đầu đã phát triển một phương pháp độc lập với mô hình để tìm nhiệt độ của CMB tại một dịch chuyển đỏ Z bằng 6,38, tương ứng với khoảng 12,9 tỷ năm trước. Phương pháp này sử dụng các phân tử nước cho phép đo này. Chúng được tìm thấy trong phổ vi sóng của một thiên hà hình thành sao khổng lồ được gọi là SFLS3 ở độ lệch đỏ Z bằng 6,38. Một tính năng hấp thụ sâu ở tần số 76 GHz được tìm thấy tương ứng với sự chuyển đổi trạng thái mặt đất của ozô nước. Tại sự dịch chuyển đỏ này, CMB ấm hơn nhiều so với ngày nay đã kích thích các phân tử nước cư trú ở các mức năng lượng cao hơn. Mặt khác, trường bức xạ hồng ngoại cường độ cao từ thiên hà nổ sao lại đặc biệt khử kích thích các phân tử thông qua bơm bức xạ tạo ra mức thiếu hụt so với mức chống lại sự phân bố nhiệt. Điều này dẫn đến nhiệt độ kích thích cho các phân tử nước thấp hơn so với CMB. Hiệu ứng này có thể nhìn thấy dưới dạng một vạch hấp thụ tương ứng với các phân tử nước ở tốc độ 76 GHz. Độ sâu của đường này phụ thuộc vào nhiệt độ của CMB tại dịch chuyển đỏ đó. Nhiệt độ CMB ấm hơn sẽ kích thích nhiều phân tử nước hơn, tạo ra đường hấp thụ sâu hơn. Các nhà điều tra đã tính toán nhiệt độ CMB trong trường hợp này là 16,4 đến 30,2K, phù hợp với mô hình chuẩn của ước tính vũ trụ 20K. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!